chia sẻ với các cô là gì? Ở độ tuổi nhà trẻ thì STEAM nó không hoàn toàn, cho nên người ta gọi nó là tiền STEAM. Và ở độ tuổi nhà trẻ nó là cái độ tuổi là gì ạ? Trẻ hoạt động với đồ vật, trẻ hoạt động với đồ vật và trẻ đang hình thành những cái kỹ năng cơ bản. Thế thì các cô hình dung nhé, khi mà trẻ hoạt động với đồ vật là trẻ bắt đầu đang làm quen với cái thao tác với nó. Thế thì nếu như chúng ta đưa STEAM vào để cho trẻ thiết kế, để trẻ chế tạo một cái gì đó, đúng không ạ? Thì lập tức là trẻ có thể sẽ bị mất kỹ năng gốc. Cho nên là không khuyến khích để sử dụng các cái hoạt động về STEAM đối với nhà trẻ nhiều. Mà các cô có thể tăng cường bằng cách là dạy cho trẻ các cái kỹ năng hoạt động với đồ vật này, rồi trải nghiệm nhiều hơn với đồ vật thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thế còn nếu như mà các cô mà có thể đốt cháy giai đoạn, các cô muốn đưa STEAM vào trong độ tuổi nhà trẻ thì mình khuyên các cô nhé, các cô nên đưa vào giai đoạn 3, nghĩa là nó rơi vào tầm khoảng còn khoảng 3 tháng nữa là trẻ hết năm học. Vì sao? Vì lúc đó là trẻ bắt đầu bước vào độ tuổi mẫu giáo rồi. Còn đối với độ tuổi nhà trẻ, khi mà các cô hình thành, các cô nhớ hình dung này, những cái bàn tay và cái ngón tay của trẻ, những cái khớp đốt này này, nó còn chưa được gần nhau ấy, có nghĩa là nó rời xa nhau rất là nhiều. Nếu cô nào đã từng xem một cái scan chụp, gọi là chụp X quang cái bàn tay của bé hơn 20 tháng ấy, thì cái bàn tay này giữa các đốt ngón tay này nó có rất là nhiều cái sụn và nó chưa được dính liền với nhau. Cho nên là tại làm sao mà chúng ta phải dạy trẻ những cái kỹ năng là hoạt động với đồ vật để cho cái bàn tay ngón tay này nó cử động một cách gì ạ? Một cách linh hoạt. Sau đó thì trẻ mới gì ạ? Trẻ mới bắt đầu tác động lên. Các cô nhớ là tay phải sẽ tác động lên não trái và tay trái sẽ tác động lên não phải. Khi đó gì ạ? Tay trái nó sẽ giúp cho não phải tưởng tượng và tay phải nó sẽ giúp cho não trái tư duy. Chính vì như thế cho nên là ở độ tuổi nhà trẻ mới gọi là độ tuổi có hoạt động chủ đạo là gì ạ? Hoạt động với đồ vật. Trẻ chưa có kỹ năng xã hội nhiều, trẻ chưa có xã hội vui, chưa có gì ạ, hoạt động chủ đạo của trẻ không phải là hoạt động vui chơi như gì ạ, như đối với mẫu giáo. Hoạt động vui chơi nó sẽ giúp trẻ hình thành các kỹ năng xã hội, có sự giao tiếp, hình thành xã hội trẻ em. Khi đó thì cái tính trải nghiệm, cái tính tương tác và các cái kỹ năng của thế kỷ 21 chúng ta mới có thể rèn luyện được. Thế còn nếu như mà chúng ta làm sao ạ? Nếu như mà chúng ta đưa nó vào trong nhà trẻ thì chúng ta phải hình dung là gì ạ? Một cái kỹ năng này ít nhất cô phải cho trẻ tự trải nghiệm và nắm được cái kỹ năng đó. Cô sẽ phải hướng dẫn làm sao để trẻ làm chủ được kỹ năng đó, dần dần kỹ năng này rồi kỹ năng khác, và chúng ta phải học nhiều, thật là nhiều rồi chúng ta mới hành được. Đấy, các cô nhớ là gì? Có một cái câu thần chú mà tôi vẫn dạy các cô là chúng ta học rồi đến hành. Hành đây không phải chỉ là thực hành, hành ở đây là gì ạ? Đưa nó vào trong, ứng dụng vào trong thực tế. Vậy thì đối với độ tuổi nhà trẻ thì phải học thật là nhiều rồi mới hành, chứ không phải là học xong rồi hành luôn. Vì nếu chúng ta học xong mà chúng ta hành luôn thì trẻ